chẳng còn là chi. Chúa sẽ nên tất cả của con, mong sao cho ý riêng chẳng còn, để con luôn được ở trong Chúa. Ý riêng còn nếu chẳng còn, con sẽ cảm thấy Chúa ở khắp muôn nơi. Con luôn đến với Ngài trong mọi thứ mọi điều, và sẽ dâng lên Ngài tình con bất cứ khi nào. Mỗi riêng sống lời Ngài, để lời Ngài là chân lý sẽ chiếu soi cho con mỗi bước đi trong ánh sáng của Ngài, và sẽ luôn vui mừng truyền thống chân lý của Ngài. Chỉ mong con chẳng còn là chi, Chúa sẽ nên tất cả của con, mong sao cho ý riêng chẳng còn, để con luôn truyền thông trong Chúa. Trong trái tim tha nhân bao tha thiết hân hoan, bao cay đắng ưu buồn trong trái tim mọi người, nguyện xin chia sẻ chân thành. Mỗi duyên sống tình Ngài, để tìm Ngài luôn u ấm trái tim chi. Chúa sẽ nên tất cả của con, mong sao cho ý riêng chẳng còn, để con luôn truyền thông trong Chúa. Chỉ mong con chẳng còn là chi, Chúa sẽ nên tất cả của con, mong sao cho ý riêng chẳng còn, để con luôn truyền thông trong Chúa.